Khánh chào tất cả quý ông bà, cô bác và quý anh chị em. Khánh lại đang tiếp tục ở trong khu vực Tà Lài. Khánh mới muốn giới thiệu với quý ông bà, cô bác và anh chị em mình giáo xứ Tà Lài trong này. Một giáo xứ có thể nói là ba mặt thì giáp rừng Nam Cát Tiên, một mặt thì ráp sông Đồng Nai đây. Phía sau lưng Khánh là con đường đi ra quốc lộ 20. Từ đây ra quốc lộ 20 chỉ khoảng 17 km thôi. Tà Lài thì cũng là thuộc về giáo phận Xuân Lộc quý vị ạ, nằm ở địa chỉ là xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai luôn. Khi mình đi vô chỉ cần qua cầu một chút rồi mình kẹo tay phải này là mình sẽ tới giáo xứ Tà Lài. Hôm nay Khánh vào đây quay phim thì Khánh thấy giáo xứ Tà Lài có nhiều sự đổi mới lắm. Và vì vậy cho nên Khánh cũng muốn để quý ông bà cô bác mình xem giáo xứ Tà Lài sang năm mới 2023 thì thay đổi như thế nào. Khánh mời quý vị mình cùng xem nhé. Khánh nghĩ đây là một sự bất ngờ đối với Khánh cũng như là quý ông bà cô bác và quý anh chị em luôn. Phía trước Khánh là có bảng giáo xứ Tà Lài rồi. Giáo xứ nằm ngay khu vực ngã ba. Chạy thẳng nữa thì mình vào rừng Nam Cát Tiên rồi ở cánh đồng lúa. Chạy tay trái thì chính là vào ngôi làng Chao Mạ. Ngôi làng Chao Mạ thì có thể nói là góp phần tạo dựng lên giáo xứ Tà Lài ngày hôm nay đấy quý vị này. Rồi, Khánh mời quý vị mình cùng đi vào giáo xứ nha. Khánh thấy có chữ Hiều Giàng Tà Lài nhưng mà cây cảnh cao rồi che rồi. Đây quý vị này. Ồ, hôm nay là Khánh thấy khu vực này đóng cổng. Có lẽ là buổi trưa. Khánh đến đây có lẽ là hơn 12 giờ trưa một chút rồi. Mình đi lối bên này, Khánh quay thử. Đây quý vị xem không gian. Đây là ngôi thánh đường cũ trước đây. Hôm nay thì có cái mới, Khánh sẽ giới thiệu với quý ông bà cô bác mình nhé. Khánh vòng lại. Khánh vừa đi cổng hông và Khánh đã đến được giáo xứ Tà Lài. Khuôn viên của giáo xứ với những hàng cây xanh đẹp quá quý vị ạ. Những hàng cây rất là lâu đời rồi. Quý vị nhìn thấy không gian này. Ngôi thánh đường thì trước mặt mình thì là ngôi thánh đường, chính là ngôi thánh đường của giáo xứ Tà Lài. Đến gần thì quý vị có thể thấy, có một số quý vị đã xem phim rồi thì chắc quý vị còn nhớ. Đến gần thì thấy còn hoang sơ lắm. Nhưng mà hôm nay Khánh muốn giới thiệu với quý vị cái chính là điểm ở phía sau cơ. Nhưng mà thôi quý vị cũng tham quan thêm nhé. Đây là tháp chuông và tượng Đức Mẹ Tà Lài đây quý vị này. Đức Mẹ mặc đồ truyền thống của người đồng bào Chao Mạ ở trong này luôn. Đây là ngôi thánh đường quý vị này. Ngôi thánh đường thì phải nói là còn hiếm gặp lắm, là bởi vì được thiết kế bằng mây tre đây quý vị. Vẫn còn với thời gian luôn. Đây quý vị này. Đây là những chất liệu bằng mây tre vậy thôi. Bằng những phên tre quý vị này. Và quý vị thấy là rồi so với thời gian thì những phên tre nó đã bị bào mòn nhiều rồi. Nó bị ảnh hưởng với thời gian rồi. Mối mọt quý vị này. Có thể nói là nó xuống cấp nhiều lắm rồi đấy. Những cánh cửa cũng là những cánh cửa gỗ, Khánh nghĩ là tận dụng lại. Quý vị ạ, nói sơ về lịch sử của giáo xứ Tà Lài ấy, thì bà con dân tộc Chao Mạ cũng như là những dân tộc khác ở trong khu vực rừng Nam Cát Tiên này sống ở đây từ lâu đời rồi. Nhưng mà có điều đặc biệt là khoảng năm 1965 ấy, bà con dân tộc Mạ ở đây lại di cư ra giáo xứ Đan Cà thuộc về Định Quán, mà ngay dưới dốc 112 mà Khánh có quay mấy lần đấy quý vị. Họ ở đấy từ năm 65 đến năm 1969. Rồi họ được bắt đầu được học đạo từ ngoài giáo xứ Đan Cà ngoài đó quý vị ạ. Sau năm 1975 thì một số bà con người Chao Mạ lại trở về khu vực Tà Lài để sinh sống. Và cộng đoàn mới đầu thì họ xây dựng một nhà nguyện dã chiến tại khu vực C3 ấy, làm nơi cầu nguyện. Tới năm 78 thì cộng đoàn này lại di cư tìm khu đất mới sinh sống tại thác Hàng Ngan. Và nơi đây thì cộng đoàn họ dự định dựng một ngôi nhà nguyện nhưng mà không thành. Nên là bà con lúc đó thì lại hay quy tụ ở nhà ông Ca Prưng và ông Ca Clép để đọc kinh hàng tuần.
Mãi tới năm 1990, cha Giuse Phạm Hùng Sơn lần đầu tiên có cha đến giúp mục vụ cho giáo dân vùng Tà Lài. Và năm 1991 ấy, thì cha Giuse dâng thánh lễ đầu tiên cho giáo dân Tà Lài tại một ngôi nhà ngói gần bờ sông vào dịp lễ Giáng sinh. Năm 1998 thì cha Giuse đệ đoàn viết thảo phụ trách và chăm sóc mục vụ cho cộng đoàn Tà Lài đây. Tới 7 năm sau thì có cha Vicente Nguyễn Mạnh Cường kế nhiệm cha Giuse đệ, và cha Nguyễn Mạnh Cường chính là cha quản hạt của giáo hạt Tân Mai Biên Hòa hiện nay đấy quý vị. Rồi lúc đấy thì cha Vicente Nguyễn Mạnh Cường đã xây dựng nhà nguyện cũ thành nhà bằng mái tôn, vắt ván và tre vào năm 2012. Quý vị nhìn ở đây, đây chính là ngôi nhà nguyện bằng vắt ván và tre đấy quý vị này, được làm từ năm 2012, tới nay thì được 11 năm rồi. Một năm sau, năm 2013 thì cha Giuse Lê Trần Đình Vũ, hiện là cha chánh xứ hiện nay luôn quý vị ạ, đến đây và phục vụ giáo xứ, và ngài cũng đang sửa sang xây dựng giáo xứ dần. Tính ra ngài ở đây được 10 năm rồi đấy quý vị này. Giáo xứ Tà Lài hiện nay thì có dân số khoảng 1.840 người, gồm nhiều dân tộc, có dân tộc Kinh, dân tộc Hoa, dân tộc Chu Ru, dân tộc Châu Ma, dân tộc Siêu, Khmer, dân tộc Mường, Châu Ro, Sì Tiêng và Sì Tày nữa. Hiện nay thì có khoảng 540 giáo dân quý vị ạ. Quý vị thấy những khung cửa ở đây nó quá lâu ngày rồi quý vị nhỉ. Nhưng gỗ ở đây mặc dù là khu vực rừng đấy nhưng mà gỗ cũng mục hết rồi quý vị này. Những cánh cửa này có thể nói không biết long là lúc nào, cũng có thể nói có sự nguy hiểm với quý vị nhỉ. Bởi vì những cánh cửa gỗ to như vậy mà mở không khéo thì có thể nói là có bị đổ ấy quý vị. Ở dưới là những đường ray bằng sắt vậy. Ở trên thì quý vị thấy cây thánh giá cũng bằng hai cây gỗ đóng lại quý vị này. Nhìn có một cái gì đó đơn sơ nhưng mà cũng ý nghĩa quý vị ạ. Rồi quý vị nhìn mặt trước này quý vị này, ngôi thánh đường hiện cũ này thì hiện nay đây luôn thì cũng không được to lắm, chiều cao cũng không cao lắm, chỉ cỡ 4-5 mét như một căn nhà, như một cái trại vậy thôi. Và chiều ngang thì chỉ cỡ khu vực này, anh nghĩ chỉ cỡ 6 mét quý vị này, 6-7 mét thôi. Giáo xứ Tà Lài thì hiện nay cũng chỉ có khoảng 600 giáo dân rồi quý vị ạ. Chứng tỏ là giáo xứ cũng không phải là nhiều giáo dân, không phải là một xứ lớn. Không gian chung quanh, khán thấy có bên kia cũng có một căn nhà gần giống vậy quý vị nhỉ. Bên này là căn nhà thờ chính. Có dịp khán vô trong rồi thì khán thấy ở phía trong những bộ bàn ghế cũng đơn sơ lắm, cũng bằng gỗ nhưng mà chắc là cha cũng đi xin được từ những xứ khác ấy, cho nên nó còn đơn sơ lắm quý vị ạ. Rất tiếc là hôm nay đóng cửa. Lần trước thì khán có vô được mà lần này thì khán không vô được. Đây không gian chung quanh của giáo xứ Tà Lài. Phía bên kia quý vị ạ, trong khuôn viên các thấy cũng rộng, rồi chung quanh có những tượng Chúa Trừ Nạn. Thì phía bên kia thẳng máy của khánh là khu nghĩa địa của giáo xứ luôn đấy quý vị. Mùa này thì cây lá có thể nó chưa được săn tươi hẳn, bởi vì quý vị ạ, đang là mùa nắng, tháng 3, tháng 4 là tháng nắng nhất của khu vực miền Đông Nam Bộ mình. Quý vị này, dọc dọc xung quanh khuôn viên của nhà thờ thì có những bức tượng lòng Chúa thương xót, rồi tượng đây là diễn tả về cái nghĩa là tượng Chúa chịu nạn. Đây là nơi thứ nhất các quý vị nhỉ. Quý vị ạ, không gian của giáo xứ Tà Lài thì rộng lắm. Khánh càng đến nhiều thì càng phát hiện không gian, đây là không gian phía trước. Còn tít qua bên phía kia quý vị ạ, không gian rất là, tít qua bên đó nữa là không gian còn rộng lắm quý vị ạ. Khuôn viên rất là rộng,
Và điểm hôm nay con giới thiệu với quý vị là nhà cha Trấn Sứ hiện nay. Giáo sứ đây thì trước đây cũng có cha Cường, hiện nay cha làm quản hạt giáo sứ Tân Mai, quản hạt Tân Mai, và ngày xưa cha cũng có đến đây giúp sứ một thời gian quý vị này. Phía bên sau của ngôi thánh đường giáo sứ Ta Lài đây thì cha Trấn Sứ hiện tại ngài cũng đang xây dựng được khu vực nhà phục vụ với nhà giáo lý, khánh cho là lớn lắm so với trong này. Để có điều kiện làm được như vậy thì khánh thấy ngài cũng dẫn một vài ban hành giáo đi các cái xứ khác để xin quyên góp quý vị ạ. Ngài đến, khánh thấy ngài đến cả xứ Hưng Bình ở trên Bốt Đỏ rồi, ngài ra đó ngài xin được giáo dân quyên góp, và ngài đang xây được ngôi nhà phục vụ với ngôi nhà giáo lý lớn lắm. Tí khánh xin phép ngài để khánh xuống khánh quay cho quý vị mình xem nhé. Đây là không gian của giáo xứ nhìn từ bên ngoài quý vị này. Giáo xứ nằm hai mặt tiền, địa thế đất đẹp. Quý vị có thể thấy đất là hết cái cầm máy của khánh luôn đấy. Cái cửa sắt ở cuối cùng kia cũng đất của giáo xứ đấy quý vị ạ. Trời quý vị ạ, bây giờ thì khánh mời quý vị mình cùng với khánh tham quan khu vực phía sau nhà thờ. Phía sau nhà thờ đây thì có khu vực cha đang xây dựng một công trình khánh cho là lớn lắm, nhà phục vụ rồi chắc khánh nghĩ là nhà giáo lý nữa. Khánh mời quý ông bà cô bác mình cùng ra phía sau nhé. Mới đầu mình nhìn thì mình tưởng đây là ngôi thánh đường mới, nhưng mà khánh nghĩ đây là khu vực nhà phục vụ quý vị ạ. Khu vực này rộng lắm quý vị ạ. Đây quý vị này, đây là khu vực một cổng sau. Giáo xứ thì có hai mặt tiền cho nên có nhiều lối vào lắm. Nhưng mà trước đây khánh thấy cha đổ đống đất đây, nhưng mà hiện nay cha xây ngôi nhà to lắm quý vị này. Theo kiến trúc nhà sàn, ngôi nhà khánh nghĩ là nhà mục vụ hay gọi là nhà xứ. Nhà xứ đây thì có thể để dành cho những lúc mà sau này có điều kiện cha xây nhà thờ mới thì cha cũng tận dụng khu vực đó để làm lễ cho bà con luôn. Giáo xứ thì chỉ có gần 600 giáo dân thôi. Và cha chính xứ hiện tại thì ngài cũng đi xin giúp đỡ ở các xứ khác, ở các nơi đấy quý vị. Ngài kêu gọi khắp nơi, nhưng mà ngài xây được ngôi thánh đường, ngài xây được khu vực nhà xứ đẹp quá quý vị này. Đồ sộ lắm. Quý vị có thể nhìn thấy phía bên này là dãy nhà, một dãy nhà trệt này quý vị này. Bên kia là ngôi nhà lầu theo kiến trúc sàn. Rồi bên kia cũng đang xây dựng một khu vực nữa quý vị ạ. Nhìn chung là lớn lắm. Thank you.
Quý vị ạ, vậy là vừa rồi Khánh giới thiệu với quý ông bà cô bác mình ngôi thánh đường của giáo xứ Tà Lài. Ngôi thánh đường thì còn hoang sơ vậy thôi, nhưng mà cha xứ cũng đang kêu gọi để xây ngôi nhà phục vụ với nhà giáo lý lớn lắm quý vị nhỉ, rất là đồ sộ đấy quý vị ạ. Có thể nói là nhìn nổi bật trong khu vực Tà Lài này luôn, to lắm quý vị ạ. Đây quý vị này, đây là công trình nhà chẹt thôi, rồi khu nhà kia nữa, rất là to luôn quý vị ạ. Có thể nói đồ sộ nổi bật trong này luôn đấy. Bây giờ thì Khánh mời quý vị mình cùng với Khánh xuống tham quan ngôi làng của giáo xứ Tà Lài. Giáo xứ Tà Lài thì ngôi làng của giáo xứ là ngôi làng của người đồng bào Chao Ma. Phía cuối ngôi làng này thì có đài Đức Mẹ Đồi Đài. Nơi đây thì đối với người địa phương thì họ cũng cho là linh thiêng lắm, bởi vì Đức Mẹ thì có từ lâu rồi, Khánh cũng không rõ là có từ khi nào. Nhiều trong các cái tư liệu thì không thấy ghi, nhưng mà trước đây thì Đức Mẹ thì hoang sơ lắm. Có thể nói là có thời gian thì thời trước ấy quý vị, trước thập niên 75 ấy thì có thời gian để nó bị hoang phế quý vị, cây cỏ mọc về các kè ở chỗ Đức Mẹ nữa. Nhưng mà bây giờ thì được sửa sang lại cũng đẹp lắm quý vị ạ. Một khu vực đồi đài Đức Mẹ tuyệt vời, nằm chung quanh là những cánh đồng lúa, bên một cái bờ đập bờ đê, rồi nhìn ra khu vực giáo dân của làng Tà Lài, rồi nhìn về rừng Nam Cát Tiên với đập tràn nữa. Đây là ngôi làng Tà Lài đây quý vị này. Những căn nhà ở đây thì có thể nói là còn đơn sơ. Những căn nhà mà được cha xứ từ thiện cũng như nhà nước họ xây nhiều, nhà tình thương nhiều. Người dân ở đây thì có thể nói là được cái là những cánh đồng lúa cung cấp lúa gạo cho họ, cho nên họ không có thiếu về lúa gạo lắm. Nhưng mà chủ yếu họ thiếu về kinh tế, về những cái tiền tiêu xài. Người nghèo, người già thì họ có thể cần tiền thuốc thang đó quý vị. Cho nên có thể nói họ cũng có nghèo. Họ có thể nói là nghèo về tiền bạc quý vị ạ, nhưng mà cảnh vật hay là những cánh đồng lúa đồng quê thì đẹp lắm. Khánh đang trên đường xuống ngôi làng đồi đài Đức Mẹ ở phía dưới ngôi làng này. Khánh mời quý vị mình đi với Khánh một đoạn nữa nhé. Đây quý vị này, những ngôi nhà chủ yếu là nhà tình thương. Khánh thấy còn một số ngôi nhà thì còn vắt gỗ, vắt tre, cũng giống như ngôi thánh đường ấy quý vị ạ. Còn vắt gỗ, vắt tre cũng còn lại một phần. Người dân ở đây thì ngôi làng đồng bào Chao Ma đây thì họ thường họ theo đạo Công giáo, và có một số người họ theo đạo Tin Lành, cho nên có thể nói cái sự nề nếp người ta hiền lành hài hòa lắm quý vị ạ, cũng chịu khó lắm. Nhưng mà khu vực này thì chủ yếu là đồng lúa và rừng vậy thôi. Phía dưới quý vị có thể nhìn thấy chiếc Honda đang chạy phía trước kia là nơi mà đồi đài Đức Mẹ Tà Lài đấy quý vị ạ. Đây quý vị này, đây là khuôn viên của đồi đài Đức Mẹ Tà Lài đây rồi. Tượng Đức Mẹ rất là đẹp, em sẽ mời quý vị mình lên trên tham quan nhé. Đây là cổng của khu vực đài Đức Mẹ đây. Đây quý vị này, một đôi tượng đài Đức Mẹ đẹp. Và đối với người dân địa phương thì họ cũng thấy Đức Mẹ linh thiêng đối với họ lắm. Quý vị ạ, vậy đây chính là đồi đài Đức Mẹ Tà Lài. Khu vực đối với người dân địa phương thì rất là linh thiêng. Để lên đồi đài Đức Mẹ Tà Lài thì quý vị thấy có con đường chính, có những bậc thang đây. Và phía bên này có con đường hồng chạy lên nữa quý vị này. Đi bộ lên cũng được, hay có thể chạy xe vòng lên cũng được. Bên này thì Khánh thấy cũng mới có một con đường lên mới, chắc cha cũng mới làm quý vị ạ. Đây, một con đường nữa cũng đi lên được gần với đại tượng Đức Mẹ đồi đài luôn. Bây giờ thì Khánh mời quý vị mình đi với Khánh để lên lối chính nhé. Lối chính là lối này. Mùa này thì mùa nắng cây cỏ thì nó không được tốt lắm quý vị ạ. Nó hơi bị sơ xác một chút, quý vị coi những chiếc lá cây này. Đây, sau một số bậc thang thì mình sẽ lên được với Đức Mẹ. Đức Mẹ đồi đài thì như Khánh có nói mấy lần quý vị ạ,
Đức Mẹ thì có từ lâu rồi, Khánh nghĩ có phải thập niên 60 cái gì ạ. Và ngày xưa thì không được như bây giờ, nhưng cũng giống như Đức Mẹ Gia Hòa, Đức Mẹ nằm trên một quả đồi, khu vực ngày xưa là rừng rú hoang vu, hoang sơ. Và ngày nay thì quý vị thấy chung quanh tượng đài Đức Mẹ đã được sửa sang nhiều, đẹp lắm rồi quý vị nhỉ. Quý vị thấy này, những con đường lát đá, những ghế đá, rồi ở phía trên là có bồn hoa cỏ với hình trái tim nữa. Đức Mẹ ở đây đấy quý vị này. Đây, không gian chung quanh của tượng đài Đức Mẹ đây quý vị này, cũng rộng lắm. Và Khánh thấy những dịp lễ quan trọng thì Khánh thấy cha xứ cũng tổ chức lễ ở đây. Lần mới đây nhất thì Khánh có quay về rước lòng Chúa thương xót, thì cha cũng tổ chức lễ với trời mưa ở khu vực này quý vị này. Đây có hình trái tim quý vị ạ. Mùa này rất tiếc là hơi nắng. Mình lên lối này quý vị nha. Đây quý vị này. Tượng Đức Mẹ thì ở đây có từ lâu rồi, được cha tu sửa lại. Đợt này cha chánh xứ cũng đang làm nhà mục vụ, nhà giáo lý, cho nên có lẽ ngài cũng bận, các cái giáo dân tập trung về đấy nhiều hơn. Bởi vì giáo xứ chỉ có 600 giáo dân thôi quý vị, cho nên mỗi lần làm một cái gì đó thì cũng đòi hỏi nhiều nhân lực, vật lực quý vị nhá. Đây, tượng Đức Mẹ nằm ở đây đây quý vị. Ở dưới đây là có hệ thống những đồi cỏ với những chú kiều rồi những mục tử. Tượng Đức Mẹ thì ở đây cũng to lắm. Tượng Đức Mẹ đây Khánh thấy to chắc phải cỡ 3 mét đấy quý vị ạ. Đây bên này quý vị này. Ở đây là con đường đi xuống. Ở chung quanh đây còn có những cái nhà để trú nắng, trú mưa. Đây quý vị xem này, thiết kế đồi đài Đức Mẹ. Đức Mẹ nằm trong một cái, nằm trên một cái hệ thống bậc cao, được thiết kế bê tông theo những chiếc cột cây đây. Và tượng Đức Mẹ nằm ở trên này. Ở khu vực chung quanh này cũng đẹp lắm. Như quý vị nhìn phía sau này này, xung quanh hình như Khánh nghĩ cũng giống như hình trái tim ấy. Đây quý vị này, có một cái hồ với những chiếc cầu và có tượng lòng Chúa thương xót ở dưới đó nữa. Con đường đi chung quanh đây quý vị này. Mình có thể nhìn phía kia là nếu mà nhìn từ ngoài quốc lộ 20 vô là cánh đồng lúa bên tay trái, hay là hướng tây nam. Rồi quý vị thấy chung quanh đây là rừng Nam Cát Tiên ở xa, hồ nước ở dưới này, có một chiếc cầu bonsai, hòn non bộ, rồi tượng Chúa. Xa kia Khánh thấy những bức tượng lòng Chúa thương xót nữa. Rồi quý vị thấy có một con đường lát đá nữa này. Chung quanh tượng đài Đức Mẹ là những cái gian hàng bê tông. Đấy quý vị ạ. Ở đây Khánh thấy có cây hoa giấy nở đẹp quá quý vị nè. Mùa này ở trong này có hiện tượng là cũng hơi bị thiếu nước đấy quý vị ạ. Bởi vì mùa nắng quá, mặc dù có hồ, có thủy điện nhưng mà một vài khu vực cũng hơi cạn nước đấy. Tượng Đức Mẹ nằm đó, đứng đó đẹp quá quý vị nhỉ. Rồi, mình đi ra phía sau để quý vị xem thêm nhé. Lâu lâu có dịp Khánh sẽ giới thiệu cùng quý vị hết ạ. Đây, một cái hành lang lối sau, ô tô chạy lên được. Phía bên này là quý vị thấy là một khu nhà vệ sinh cũng sạch sẽ lắm. Có hệ thống nước, nhà vệ sinh rất là sạch sẽ. Đây, bức tường của đồi đài đây. Con đường chạy vòng vòng nữa. Đức Mẹ cũng nằm một trung tâm, chung quanh có những con đường. Có thể nói là trung tâm hình tròn đấy, cái vị hình trái tim ấy. Đây cái vị này, khu vực này cũng có những đồi cỏ. Đây, khu vực phía sau tượng đài Đức Mẹ. Có tượng Chúa chịu nạn ở chung quanh. Mình đến đây thì mình thấy con đường ra khu vực hồ nước này nó lớn đẹp.
Đây hồ nước quý vị này, mặc dù là mùa này có thể nói là hơi ít nước đấy. Đây trên cầu rồi có tượng lòng Chúa Thương Xót nữa. Đây quý vị này, có cá đó quý vị ạ, nhiều cá lắm. Những hòn đá, quý vị thấy đá nhỏ nhỏ xếp thành một cái hòn non bộ cũng hay lắm. Cầu đẹp quá này. Đây quý vị này, ở đây không phải đá tảng to đâu, mà những hòn đá bé bé vậy thôi. Chỉ như nắm tay ấy, nối lại, kết nối lại quý vị ạ. Tạo thành hòn non bộ với kỳ si, tượng Chúa, lòng Chúa Thương Xót ở đây nữa. Bên kia cũng có một cái cầu ra nữa, và có một không gian cỏ nữa. Đây là phía dưới chân đồi đài Đức Mẹ. Đức Mẹ nằm ở trên đồi đài cao kia. Hắn vừa thấy con cá quẫy to lắm. Ở đây quý vị thấy đàn cá nhiều này, mặc dù nước không được trong lắm. Đấy quý vị, đàn cá nhiều lắm. Có những con cá quý vị thấy to chưa này? Đấy. Không biết là có con cá gì ở dưới này mà nó vừa quẫy to lắm quý vị ạ. Rồi, mình lại đi lên quý vị nhá. Đây. Quý vị ạ, vậy là hôm nay Khánh đã giới thiệu được nhiều phần về giáo xứ Tà Lài trong này rồi. Một nơi có thể nói ngày xưa là nơi hoang sơ và rừng thiêng nước độc, vùng sâu vùng xa hiện nay nữa, với ba mặt là giáp rừng Nam Cát Tiên, cuối cùng của khu vực con đường Tà Lài đây. Đây là Đức Mẹ Tà Lài quý vị này. Khánh xin được kết phim ở đây. Khánh cảm ơn tất cả quý ông bà cô bác và quý anh chị em đã xem phim. Khánh chúc quý vị luôn có những phút giây thư giãn, bình an và vui vẻ. Khánh xin kết phim ở đây ạ. Chưa có đất trời, từ lúc thế gian đắm chìm trong đêm tối, Ngài đã phân chia đêm ngày, đã tác sinh muôn loài, đã cho tôi trở thành người con của Chúa. Ngài mãi bên tôi cho dù tháng tôi mệt nhoài, lạc thú hư danh đã làm tôi mê mải, cuộc sống đua trên miệt mài đã bao phen thất bại, đắng cay thêm nuôi dài cho kiếp trần ai. Tình Chúa bao la như lòng cha hiền hòa, thứ tha tuy dù tôi xa ngã, Ngài vẫn đứng đây trông chờ với trái tim nhân từ, mở đôi tay ôm chặt đứa con tội đồ. Tình của Chúa lớn hơn đại dương, tình của Chúa núi cao nào hơn, tình của Chúa chiếu
rơi cõi đời sau tôi. Ngài đã chết để cứu chúng tôi, lòng thề huyết bước theo Ngài thôi. Ngài mở lối tiến lên quê trời.